Hello, kính thưa quý vị và các bạn. Nếu mà nói đến cái hộ gia đình Tà Am thì có lẽ là họ xác lập kỷ lục Guinness được á, tại vì họ có quá nhiều những cái vấn đề khuất tất mà khi chúng ta nghe những cái nạn nhân, những nhân chứng người ta kể lại á, thì thật sự là không dám tưởng tượng ở trong cái xã hội văn minh lại có những cái vấn đề đó. Đặc biệt là cả nhà có thể xoay quanh cái bộ kinh siêu phàm của họ đó, họ đặt ra những điều lệ đó, dường như để đáp ứng cái nhu cầu gì đó cho cái ông giáo chủ Hồng Hoàng Phương Du thôi, chứ không phải là để cho cái xã hội văn minh. Tuy nhiên thì nó vẫn tồn tại và phát triển mấy chục năm trời. Và mới đây thì tiếp tục một cái nạn nhân, đúng ra là phải nhân chứng. Cái nhân chứng này kể lại một cái câu chuyện cũng không kém phần hấp dẫn liên quan đến cái ông giáo chủ Hồng Hoàng Phương Du. Rất là ghê ghê tởm luôn đó nha. Cái này phải dùng từ ghê tởm mới đúng. Thì thôi thì cả nhà nghe cái cô nhân chứng này kể lại cái đi ha. Rồi chúng ta cứ từ từ mà cảm nhận những cái độc, những cái lạ của ông giáo chủ Hồng Hạc Vân Du ha. Đây, xin mời cả nhà. Rồi bắt đầu lại kể về câu chuyện của cô nữ sinh đó nha. Thì cô nữ sinh đó là con của một người phụ nữ đó, cũng là vợ của ông Lê Tùng Vân luôn, nhưng mà không là một người, cái bà đó là ở một nơi khác nha, chứ không có ở ở chung với bà chị của Huệ, mà ở một nơi khác, ở chung với là cái cô nữ sinh đó đó. Thì cô nữ sinh này nè, hàng ngày là ông cậu Năm á, ổng chở đem lại căn nhà 39C đưa vô trong cái mật thất đó, đó để dạy cho cô học một cái môn gì đó, dạy cô học một cái môn gì đó mình không biết, rồi xong rồi đưa cô về. Rồi mình mới tưởng đâu là Huệ, tưởng đâu là bồ của ông cậu Năm, nhưng mà sau này thì Huệ lên lên mạng để mà Huệ vạch tội ông Lê Tùng Vân, Huệ mới kể cái câu chuyện mà Huệ gặp cái cô nữ sinh đó trong cái mặt hết đó. Thì cái cô nữ sinh này mới kể cho một mạnh thường quân nghe, một mạnh thường quân ở nước ngoài nghe, là Huệ kể là chính là cổ đó, cái cô nữ sinh đó là cổ đó, là cái cô vợ của ông Lê Tùng Vân đó, là như vậy. Cái cốt truyện đó là như vậy, là cái cô mạnh thường quân này với cái cô nữ sinh này làm từ thiện ở Việt Nam, hai người đều ở nước ngoài hết, nhưng mà hai người làm từ thiện ở Việt Nam. Thì cái cô nữ sinh này mới hỏi cái cô mạnh thường quân này là có hay làm từ thiện ở Việt Nam hay là không. Thì cái cô mạnh thường quân á, cổ mới trả lời là có. Cô này mới hỏi làm ở đâu vậy đó, thì cô này mới kể là có làm ở Tỉnh Thất Bồng Lai không, cái nơi mà năm đứa trẻ thi thứ thất danh hài đó. Thì cái cô mạnh thường quân này cũng mới nói là có, cũng làm đâu cũng mấy lần, cũng gửi về mấy lần. Thì cô mạnh thường quân này cũng mới kể, cô mà nữ sinh này cũng mới kể, cổ mới kể nói là hồi ngày xưa cổ là vợ của ông Lê Tùng Vân đó. Mấy là hai người mới bắt đầu nói chuyện với nhau, mấy là điện thoại, mấy là kết bạn Zalo mới nói chuyện với nhau. Thì cô nữ sinh này mới kể từ A tới Z cái câu chuyện cuộc đời của cổ như thế nào như thế nào, luôn cả mẹ cổ luôn, kể hết cho cái cô mạnh thường quân này nghe. Và cô mạnh thường quân nó mới kể lại cho Huệ nghe, Huệ hôm nay Huệ kể lên cho tất cả mọi người nghe về cái tiểu sử của cái cô là nữ sinh đó. Thì cô nữ sinh này mới kể là mẹ của cô ta là có chồng, nhưng mà bỏ ba của cổ để đi theo ông Lê Tùng Vân. Theo một thời gian thì ba của cổ mới là gầu lâm bệnh mà chết. Rồi cô này á, mẹ của cổ mới quay trở về mà gạt bà ngoại của cổ với mượn với cổ là bán đất hết trơn, bán mấy chục công đất, rồi và dẫn cổ đi lên trên ông Lê Tùng Vân ở, đưa tiền cho ông Lê Tùng Vân hết, đưa mấy chục cây vàng luôn, lúc đó là mấy chục cây vàng á, đưa cho ông Lê Tùng Vân hết, là mẹ của cổ đó nghe. Nhưng mà mẹ của cô này là cũng đã chết rồi chứ không còn sống. Là cái lý do chết là mọi người biết sao không, là ông Lê Tùng Vân lấy con bà rồi bà đâm ra bà uất hận mà bà chết, bà bệnh bà chết chứ gì chứ đó. Rồi mọi người biết không, khi mà cổ còn đi học á, thì ông Lê Tùng Vân này còn ở với mẹ của cổ, nhưng mà không có ở với cô mà nữ sinh này nha. Hằng ngày cô nữ sinh này dẫn đến cái căn nhà 39C để cho ông Thanh Dân, ông Năm đó dạy học.
Rồi ông Lê Tùng Vân này mới tới cái nơi của cô nữ sinh đó để quấy rối tình dục cô ta mỗi ngày. Mọi người nghe ghê không? Gùng gợn không? Là chính cô á, là cô nữ sinh này kể là hằng ngày, mỗi ngày quấy rối tình dục cô ta. Là mọi người biết hen, là cái cây kẹp tóc mà có cục mướp á, có cục mướp đó mọi người biết không? Ông ta lấy cái cục mướp đó đó, lấy cục mướp đó mới thọt cái ngón tay vô trong cái cục mướp á, mấy là chấm một cái nước gì đó không biết, chấm cái chất gì đó không biết, mới tha lên cái đầu ngực của cô nữ sinh này và tha vô cái bộ phận sinh dục của cô này, quấy rối, nói chung là quấy rối tình dục á, chứ là không có phá trinh, cổ vẫn còn nguyên, cổ nói là vẫn còn nguyên luôn, chỉ là quấy rối tình dục cổ thôi. Rồi đến khi mà cổ là nghỉ học, cổ nghỉ học rồi đó, mấy là bắt đầu là ổng mới là mới ở với cô này, thì mẹ của cô này ở với cô này, mọi người biết không, ở với cô này mẹ cô này vẫn biết nhưng mà không nói được đó, giống như là cái kiểu như loạn luân đó mọi người, giống như là loạn luân đó, nhưng mà mẹ cô này không nói được, không dám nói, rồi mang cái bệnh ngang, mang cái uất ức ở trong lòng mà bệnh mà chết. Đó, lúc đó là ông này mới mà làm bắt đầu thiệt thọ ở với cái cô nữ sinh này. Mọi người biết hen, ở với cô nữ sinh này cổ nói là phá thai 7 lần. Phá thai 7 lần nha. Chị Huệ phá thai chỉ có 5 lần thôi, còn bà này phá thai 7 lần. 7 lần mới là để đẻ con. Thì khi mà về đẻ con, khi mà mang bầu cái đứa thứ nhất thì ông ta mới đem gửi cổ cho một cái gì cái ông bạn của ông này, cái nhà của ông bạn ông này. Là cái gia đình của ông này á, là cũng như người ta có nước ngoài, người ta đi về về cái gì đó, cái nhà bỏ trống, ổng mới đem ổng để trong cái căn nhà đó, rồi ổng như vậy giam lỏng cái cô nữ sinh này đó, lúc đó mang bầu á, rồi cũng mới bị chết, đến nỗi mà bị chết đó, đẻ ra khi mà đẻ con rồi á là như là khùng khùng vậy đó, lúc mang bầu đã bị chết rồi thêm cái đẻ rồi ông này ổng bắt con, khi mà đẻ con ra rồi chưa biết gái hay trai. Mọi người thấy đau lòng không? Cổ nói là đẻ con ra rồi không biết là gái hay trai, ổng bóc đi liền, ổng bóc đi đưa cho mấy bà khác nuôi. Mọi người thấy là ổng tàn ác tới nỗi vậy đó, tráo đổi thân phận tất cả những đứa trẻ trong cái gia đình của ổng hết. Rồi khi mà cổ sanh đẻ xong rồi thì cổ hỏi con đâu, thì ổng nói là đưa cho ai nuôi đó, chứ là đưa cho một người nào nuôi hay là chết gì đó. Nói chung là nói vậy là cổ không còn nuôi đó. Cổ không còn nhìn thấy con cổ nữa đó. Thì cổ giống như cổ bị khùng vậy đó. Nhưng mà ổng đâu có tha mạng đâu. Ổng hen, ổng coi như là ổng nhốt, ổng giam lỏng cổ vậy đó. Ổng sợ là cổ bỏ đi đó. Cổ đẹp lắm. Hiện tại bây giờ nghe nói là cổ già mà cổ vẫn đẹp. Rồi mọi người biết đi em, khi mà sanh xong cái cô này rồi, cái sanh xong rồi thì đưa con ra, không biết trai hay gái thì đưa cho người nào nuôi đó, cổ cũng chẳng biết luôn, mất tích con luôn. Nhưng mà con của cổ gọi là cổ vẫn biết còn ở trong cái thiền am đó, chứ ổng không đi đâu hết, nhưng mà đưa người khác nuôi. Mọi người thấy ghê gớm không? Không biết là trai hay gái. Rồi xong rồi cái Mạnh Thường Quân mà kể cho cái cô nữ sinh này nghe đó, thì cái giai đoạn này nữa là khi mà về trại Thánh Đức, thì cô nữ sinh này mới là về trại Thánh Đức ở, thì ông này lâu lâu á, ông Lê Đình Dân ông mới đem cô nữ sinh này về đó chơi thôi, chứ là ở một cái nơi khác, là ở ngay chỗ cái nhà của cái ông bạn của ông đó. Ông bạn của ông thì ở bên Đức á, đi ở bên Đức á, rồi bỏ cái nhà trống rồi mới để cho ông này mượn cái căn nhà đó mà nhốt cái cô nữ sinh này. Nói như vậy đó mọi người. Ở không cả nhà, nếu đây là sự thật thì thôi rồi, không còn gì để nói nữa, đúng không? Ghê quá. Mà thật sự á, nào giờ chúng ta nghe cũng rất là nhiều nhân chứng, những nạn nhân người ta kể về những cái sự thật liên quan đến hộ gia đình Tà Am này rồi. À, nhưng mà mỗi cái câu chuyện mới mà chúng ta chưa nghe đó thì chúng ta lại giật mình, nói wow, vẫn còn những cái câu chuyện khuất tất quá ghê gớm, quá ớn lạnh liên quan đến cái ông giáo chủ Hồng Hạc Vân Du này ha. Cuộc sống quá là lệch lạc. À, thế cho nên rất là mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ chuyện này, để ít ra thì cũng cho cảnh tỉnh cho nhiều người vẫn còn u mê, vẫn còn lầm tưởng rằng đây là một cái nơi tu hành chân chính,
tu hành kiểu gì mà hàng loạt những nhân chứng, những nạn nhân người ta lên tiếng và người ta kể lại những câu chuyện nghe nó lạnh người như vậy, đúng không nha? Bởi vậy rất là mong ha, rất là mong cơ quan chức năng sớm đưa vụ việc này ra ánh sáng ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.